Xin chào toàn thể anh chị em nhé. Tôi có một cái sung nhỏ nhưng mà cực già đấy nha. Đây khi đào nó về thì nói chung là tôi cũng cắt được cái đoạn này anh em. Nhưng sau này tôi thấy cái một cái mầm này nó đẹp thì tôi lại cắt thấp nó xuống, nuôi lại cái mầm này. Thì hôm nay để nó tầm này thì chắc cũng vào dây uốn cho nó anh em ạ. Và tôi cũng be tôn lại để cho những cái rễ bên trên cao này nó ăn xuống. Giờ tôi tháo cái miếng tôn cho anh em xem cái rễ của nó nha. Anh em này, có cái rễ này quan trọng. Đấy, ngày xưa nó có những cái rễ thấp này anh em này. Đây. Nhưng mà đồng thời nó lại có những cái rễ cao lên thế này. Thì để lại thì bắt đầu be lại thì nó lại này, giờ nó ra được những cái rễ thế này. Ăn cụp xuống rất đẹp. Trong ngày xưa cắt đây giờ nó đang ra cái rễ này. Dạ, uốn cái này anh em ạ. Chắc mấy cái cây tử đây chắc bỏ đi. Chỗ này này, con tử nó nằm ngay cái đường chạy này, bỏ nó đi để nó tạo ra một cái đường chạy. Thank you.
Đây nha, cuối cùng xong rồi đây. Trước mắt thì cái uốn này đấy anh em ạ. Đặt tiếp theo thì chỉnh sửa dần. Rất đơn giản thôi anh em. Bây giờ để nhiều cái cành nhé anh em. Những cái cây mà nó đang lùn thì mà mình, những cái cây cao thì thường thường mình để những cái cành thấp anh em ạ. Những cái thân thấp đây này. Chứ còn những cái cây mà nó lùn rồi mà mình giờ mình để những cái thân như này thì nó che hết anh em ạ. Không nhìn thấy cái gì. Tại vì cái cây này thì nói chung là nhìn cái cốt nó vậy. Nó già và nó cũng đẹp đấy anh em, không phải xấu đâu. Thì video chia sẻ đây, tạm biệt tất cả anh chị em nhé.